được không? Không nữa hả? Ai khổ. Nhảy đi, sang nhảy với Ngọc cho vui. Tao là một bài hát tiếp theo, cái Ngọc nghĩ rằng là một ca khúc sự động nữa đi ha. Ok. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng đến với một bài hát của sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc được đặt tên Chia Tay Đỉnh Đầu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nghe được có đường xuống không ta? Đây đây. À có luôn rồi. Oh,